Thế là bây giờ còn 4 tháng cuối năm nhỉ? 4 tháng cuối năm là anh thân vũ gửi cho cháu là 400 ngàn. Đấy, trước khi mà cháu đưa tiền cho ông thì ông có lời nào muốn nhắn nhủ tới anh thân vũ ở dưới Hà Nội không anh? À ông? Ông cũng là chúc mừng, xin cảm ơn anh thân vũ đã gửi tiền cho tôi nộp lấy ngân hàng. Tôi xin cảm ơn. Chúc anh mình sức khỏe mạnh khỏe. Thế thì cháu đã gửi cho ông là 400 ngàn của anh thân vũ là gửi cho ông để ông đóng là 4 tháng cuối năm này nhá. Vâng. Đấy, ông ấy nhận đủ 400 nghìn chưa? Đủ rồi. Đủ rồi đúng không? Đủ 400. Thế để ông đóng là 4 tháng cuối năm nhá. Vâng. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục là đi xuống cái nhà của hai ông cháu. Cũng hai hôm rồi cháu Lực là chưa có đăng tải video của bác ạ. Ở đây thì nếu như các bác theo dõi ở trên tin tức thì các bác cũng đã biết được rằng là hiện tại là Việt Nam và đặc biệt là khu vực là miền Bắc thì đang chịu một cái cơn bão là Jayuy là rất là mạnh của bác ạ. Thành ra là cháu cũng không có thể mà đi đâu để mà ghi hình được và đi đến hoàn cảnh được. Hôm nay thì cháu cũng có điện cho mấy anh em đội thợ. Thì mấy anh em đội thợ cũng có nói với cháu Lực rằng là thời tiết thì hiện tại là xem dự báo thời tiết là vẫn còn mưa khá là lâu của bác ạ. Cho nên là không thể mà đợi được tạnh mưa để mới làm nữa. Và những cái phần nào mà làm được thì mấy anh em thợ là sẽ làm. Hôm nay thì có vẻ như là mấy anh em thợ có điện cho Lực là chuẩn bị là cán cái phần nền xong là sẽ ốp gạch trước của bác ạ. Thế còn bây giờ thì xin mời các bác là cùng theo dõi hết video của bác nhé. Thưa các bác, hôm nay thì cho Lực không có dùng xe máy để mà đi xuống được cái đoạn đường này nữa. Bởi vì là mưa như này thì là rất là trơn, thật ra là không thể mà vào được. Xuống thì có thể là xuống được cô bác, nhưng mà đến cái lúc mà mưa, cái lúc mà một tí lên đấy mưa là rất là khó. Chỗ này thì có vẻ như là bị sạt rất là nhiều bác ạ. Chỗ này thì cái chỗ này thì cháu có lực nghĩ là độ tầm là sẽ phải vài tháng
sẽ là vài tháng thì xe máy mới được đi được đây rồi cô bác. Đất này cảm giác như bị lún quá. Còn như là chỗ này là bị lấp cái con đường mà xe máy đi rồi. Năm nay thì có vẻ như là cái lượng mưa và cái lượng mà ảnh hưởng bởi bực thiên tai nhiều hơn so với mọi năm các bác ha. Năm nay thì phải nói là khi mà mẹ thiên tai nổi giận lên thì rất là sợ. Có những ngôi nhà thì có thể là bị tay trắng bởi sau một đêm khi mà thiên tai nó xuống rồi. Như hiện tại là nhà của anh Phòng cũng thế, hai vợ chồng thì cũng được là bố mẹ là phân chia nó ra ở riêng rồi đấy, nhưng mà đến năm nay thì gặp cái sự mà thiên tai đấy các bác, thành ra là mấy anh em anh đôi vợ chồng anh thợ phòng lại di chuyển sang ở nhờ với lại bố mẹ. Bao giờ mà có kinh tế thì lại tiếp tục lại dựng thêm một cái nhà mới để mà ở. Đấy, như phía dưới này các bác nhìn thấy là phải nói là sương mù rất là nhiều, sương mù hầu như là bao quanh hết với cái phần là dưới chân núi này các bác, cái chân đồi này. Ở dưới này thì có nhà của hai ông cháu và cũng có thêm là mấy hộ gia đình, mấy hộ dân nữa là và bao quanh từ từ dưới chân núi từ đến đoạn này qua đến tận kia. Chứ bây giờ nếu mà đợi thì lúc nào cũng bảo là đợi thời tiết nắng thì không thể mà đợi được rồi các bác ạ. Càng đợi thì càng mưa, mà cái lượng mưa hiện tại là hôm nay là thứ ba là mưa từ độ là chiều thứ bảy là đến bây giờ các bác, mưa liên tục là 3 ngày. Bị nhầm đường mất rồi. Mọi khi thì vẫn còn đi xe máy tít là đi xuống dưới cái chỗ mà chẳng được cả vận chuyển vật liệu đó các bác, thành ra là quãng đường mà di chuyển thì nó đỡ xa hơn một chút đấy, nhưng mà cứ thời điểm hiện tại là mưa nhiều là phải để xe ở tít trên chỗ nhà của bố mẹ anh Phòng rồi. Còn là bây giờ thì chẳng được sẽ đi xuống dưới kia để mà xuống nhà hai cháu đi, cháu được sẽ tiếp tục là ghi hình sau các bác nhé. Đường mà đi thì trơn trượt quá. Đấy, sau một cái thời gian di chuyển thì cháu được là gần đến ngôi nhà của hai ông cháu rồi các bác. Ở cái khu này thì cháu được là ghi hình lên khá là nhiều rồi, và các bác cũng đã biết được rằng là gần nhà của hai ông cháu là có bao nhiêu người hàng xóm. Ở dưới nhà ông này thì là có ít hàng xóm các bác ạ, thì ra là rất là yên tâm khi mà cái vấn đề mà vật liệu này kia nữa, từ trước mà để vật liệu tới đây hầu như là chưa có hôm nào là chưa có lần nào mà bị mất vật liệu cả, chỉ có mỗi một lần có người ta về rình mò đấy, có người ta về rình mò thôi. Từ ở trên này đã nghe thấy cái tiếng suối, ở dưới kia là nước chảy rất là mạnh. Mưa 3 ngày hôm nay là không có lúc nào mà tạnh mưa một chút nào cả, thành ra là cái lượng nước ở suối nó cũng có khá là nhiều. Thời gian này thì những cái đầu tuần này các bác này, từ thứ hai đến là trưa, từ thứ hai đến thứ sáu thì là bé Mạnh là sẽ đi học là nhiều hơn, thành ra là khi mà chúng được ghi hình ấy thì các bác sẽ ít gặp là bé Mạnh hơn các bác ạ.
Mạnh thì đợt này là ở đi học là cái quãng đường mà xa quá đấy cô bác, với lại là đi lại nó cũng khó khăn, cho nên là cho Mạnh là ở trong trường để cho cái việc đi lại của Mạnh là được khó khăn hơn chút. Và thứ hai thì là ở trong trường thì cô giáo sẽ kèm cặp và dạy nhiều hơn cô bác ạ. Chứ còn là về nhà thì ông thì tiếng phổ thông thì cũng chỉ biết thôi, còn chữ này kia thì ông chưa biết, thì ra là để mà dạy Mạnh thì ông cũng không có kiến thức để mà dạy. Ra thì đi lâu lắm rồi chưa có đi bộ là xa đến thế thôi. Cảm giác như đi bộ từ trên kia xuống là ít nhất phải là hơn một tiếng đồng hồ rồi các bác. Hơn một tiếng đồng hồ tôi được đi bộ rồi. Ghi hình thì có vẻ như nó sẽ rất là lanh. Vừa rồi thì đi thì không may là đi ngã các bác. Thế vậy quay phim thì cũng bây giờ thì cũng chia thành 3 khúc rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là vẫn sử dụng được các bác ạ. Vẫn để nhẹ nhàng để sử dụng. Biết là buổi sáng hôm nay thì mấy anh em thợ sẽ hoàn thiện, sẽ đi vào làm và cái công việc gì. Hầu như là ngôi nhà hai ông cháu thì mỗi cái lúc mà làm móng ấy, cái lực bận một chút việc thì là không ở nhà, không có ghi hình được cái lúc mà mấy anh em thợ là đổ móng thôi. Chứ còn ngoài đâu ra thì tất cả những cái chi tiết của nhà hai ông cháu thì cái lực là đều ghi hình lại, không thiếu một cái công đoạn nào. Đi qua nhà hai ông cháu thì có lúc rất là sợ chỗ này cô bác này. Thì chỗ này là để cái lá cây ở trên bụi tre nó rơi xuống nhiều quá nên là nó bị phân hủy ấy, nó có hay có cái con mà vi khuẩn ăn vào chân rất là nhiều. Sau một cái thời gian di chuyển thì là hiện tại có được là đến nhà của hai ông cháu rồi, phía bên ngoài này các bác. Thời tiết thì hiện tại là đang mưa phùn khá là nhiều các bác này. Ôi có vẻ mấy hôm không đến mà chó này sủa ghê đấy nhỉ. Nào đừng có yêu thương một cái nhá, thôi có lại yêu thương cho một cái thì cả rất là ghê. Si thì có vẻ như là đâu đó là cũng gần hết rồi các bác, không biết là liệu Si là có đủ không. Đằng sau này thì có vẻ như là khi mà mưa nhiều quá thì chúng ta là đất cát nó bị lún xuống này. Đây thì có vẻ như là nếu mà sau này nhà hai ông cháu đấy hoàn thiện thì nếu mà không có tiền để mà kè đấy các bác thì sẽ làm rãnh chạy ở xung quanh nhà như kiểu nhà của ba ông cháu đúng không bác. Trước mắt là cứ rửa chân ạ. Thời gian này thì nước của nhà hai ông cháu được tha hồ sử dụng các bác ạ. Do là một phần thì cũng được là hai chị và người phí là mua cho hai ông cháu là một nguồn nước rồi. Còn là một phần thì hai chị người phí cũng có dành tặng cho hai ông cháu thêm là một cái tách nước. Tôi nói là khi mà mưa ấy, thì làm cái gì cũng rất là khó khăn các bác. Chỗ nào chỗ nấy thì đều rất là ướt này. Còn là bây giờ thì có lực sẽ đi vào nhà xem là mấy em thợ hôm nay là sẽ làm những công việc gì các bác nhé. Xuống thì có vẻ như là chưa nhìn thấy ông đâu, không biết là nay ông là có ở nhà không nữa. Sợ rằng ông đi xuống bên kia để mà cắt cỏ cho trâu rồi. Mưa quá vậy anh Phòng nhỉ? Chào anh Phòng nhá, chào chị nhá. Hôm nay vắng một người anh. Chỗ này đang đo cái gì đây anh Phòng? Anh làm cái cốt để ông bác ấy. À, để lấy thăng bằng đúng không?
Không biết là hiện tại ở bên này là chú, ôi thế cái này là cái cách mà đo xem mà tường bên kia với tường bên này là nó có đều nhau không đẹp chú Toán? Vâng. Ôi, hôm nay vợ chú không đi làm à? Đốt đi sau một tí. À. Ba. Nè. Một. Hả? Nhà vệ sinh ơi. Như nào đấy? Đó, nhà vệ sinh mình cho thấp ở dưới sàn, thì nhà sàn nhà như thế. Chút thấp á? Thấp hơn cái gì? Mình sau này nữa làm cái không làm cái rồi. Thấp ở đây thì cho nó thấp hơn cho anh. Không thì sau này lại xây thêm ở đây thêm một viên gạch nữa lên này anh ạ. Đổ thêm cao lên tận đây này. Cho nước nó không tràn này. Bây giờ anh cần là cái nền đến thấp hơn, sau này mình không phải làm cái rồi đấy. Cái đấy là nó làm cái rồi nhưng mà mình không. Anh cứ cho vào trong cái nền nhà vệ sinh nó thấp hơn cái nền ở ngoài đi. Thấp hơn sau này mình sẽ chạy ra ngoài. Hay là cho nền này cao hơn? Không, nền này thấp hơn. Nền cao hơn thì máy nữa mạnh xả nước lại lại đi hết ra nhà này. Anh cứ cho thấp hơn nhiều một tí đi, tại vì là nước nó xả nó tốc độ nó mạnh hơn đấy, nó nhiều hơn đấy. Những cái vạch trắng trắng này là tất cả ngôi nhà nó bằng như thế anh? Ông này, ông đi đâu rồi anh? Ông, chả biết đi đâu rồi. Vừa rồi đang đây à? Có thể là ông đi ở dưới này cắt cỏ sao rồi bác ạ? Mưa được 2 ngày là các chú thợ cũng nghỉ 2 ngày đấy nhỉ? Vâng. Và đến ngày thứ ba thì không đợi được và tạnh mưa đâu bác. Hiện tại thì là phía bên ngoài thì vẫn còn thêm là vài số chi tiết đó là vẫn còn chưa được hoàn thiện, cho nên là ở trong nhà thì còn rất là nhiều cái phải làm, cho nên là mấy anh em thợ sẽ đi vào là làm trong nhà trước. Mưa thì cũng có cái để mà làm ấy, sau khi mình lập mái xong. Thưa bác, vừa rồi thì cháu được có ra đến nhà của hai ông cháu thì ông có bận một chút việc là đi sang làng bên kia để mà lấy một số thứ cô bác ạ. Và bây giờ thì mấy anh em thợ đang quá trình là cán phần nền xong là sẽ đi vào và ốp nền cô bác ạ. Ở phía bên ngoài thì hiện tại là trời đang mưa cho nên là mấy anh em thợ không thể hoàn thiện được cô bác ạ. Đấy, cho nên là xem là những cái phần ở trong này là làm trước, tại vì là ở trong nhà thì còn rất là nhiều những cái là cần phải làm. Xì có vẻ bụi phết anh nhỉ? Tao sương mù nhiều thế nhỉ? Hả? Tao sương mù nhiều thế. Chắc là mấy hôm nay do mưa nhiều quá nhỉ? Bên phòng bên này thì chú Toán đang dọn dẹp lại để cho nó bằng phẳng thì một tí nữa đo lại thêm một lần nữa xong là có thể là vào ốp cái phần là nền được các bác. Này là mình cán cái phần nền của hai phòng ngủ trước đây chứ chú. Vâng. Hai phòng ngủ cán ốp hết á, kia thì làm sau, làm gọn thì mai lấy gạch vịt làm xong, mai lấy gạch vịt xếp để cho nó khô thì mới ốp tường. Thế tường không để cho nó ướt hả chú? Nó khô quá nó không ăn. Nó ướt quá đúng không? Ừ. Ướt quá là ốp nó không ăn. Những cái chân tường thì được nhưng mà cái tường nhà vệ sinh kia thì ốp cao thì vâng. Lấy gạch về để cho nó khô, nó lấy về không vâng. Không chờ được nó ướt không. Vâng. Cái chỗ ra phần ở bên này thì có vẻ như là cứ một trận mưa là nó bị mòn đi vào trong một chút này cô bác này. Cái tả ly ở trên này thì cũng tương đối là khá là cao đâu cô bác. Ở cái phần này là máy nữa là vẫn phải chắp thêm các bác nhé, là máy nữa cắt cái phần gạch xuống để ốp vào chân tường
Cái này là ốp chim chứ không phải là ốp nổi. Ủa đây có một con muối rất là to đúng không? Con này thì đúng là đốt người thì đúng là nếu mà đốt người chắc là bị sốt rét luôn đấy cô bác này. To dã man luôn. Và thời tiết đến bây giờ thì tạnh mưa một chút rồi cô bác. Tuy nhiên là ra phía bên kia là mây vẫn còn nhiều lắm. Cái này là nhìn ra kia được tầm độ 100m quay đầu thôi. Này là để làm gì đây anh Phong? Anh để đắp móc phải tính căn đây. À để một tí nó thẳng á. Thế là một tí mình phải đắp xi đắp cắt vào lớp hết cái chỗ này à anh? Đúng rồi. Tính căn thì cắt vào này. Nó mới bằng ấy. Vâng. Cái bước này cũng là nói là cái bước quan trọng khi mà nền nhà thẳng, cái phần nền nhà thẳng hay không thẳng ấy nhỉ? Đúng rồi. Bây giờ đắp móc là thẳng hay không nó vấn đề. Đây ở đây là các anh không có làm một mạch là từ đây hết ra bên kia các bác. Là bây giờ trong quá trình mà ở phía bên ngoài đang mưa ấy, không làm được ấy, cho nên là các anh sẽ làm từng góc một, làm từng phòng một để cho nó hoàn thiện, rồi thì mới sẽ chuyển ra bên phía bên này để mà mới chuyển ra phòng khách. Trời vừa tạnh mưa được một chút rồi nhưng mà thấy là sương mù lại bắt đầu là ồ ạt vào khá là nhiều rồi. Đấy, các anh thợ làm thì cũng rất là nhiều, các bác nói rằng là mấy anh em thợ là làm ở tới đâu thì sạch cái đấy, hầu như là không có một chút như kiểu là rác hay là những cái vụn vỏ bao xi là vứt bừa bãi cả. Nếu mà khi nào mà các anh ốp ấy thì cái hôm nọ hai chị Việt Thí có gửi cái khăn màu vàng ấy, thì nếu mà em chưa tới thì anh bảo ông là dùng cái khăn màu vàng ấy ra lau nhá. Lau qua tới anh coi ốp tới đâu thì lau cho nó sạch tới đấy để tránh những cái trường hợp mà sau này nó bị xi nó bị cứng ấy anh. Thì anh cứ làm cách nào làm để không cho nó bị xi nó bị cứng, xi nó bị cứng là được. Chứ không sau này lại mua cái bay này, mấy cái đồ này về cạo thì nó vừa xước gạch này, xong lại vừa lắp xong nó vào xong lại vừa mất thêm thẩm mỹ nữa. Cái khăn màu vàng gì đấy kìa? Vâng, cái khăn màu vàng anh. Anh cứ ra, anh cứ lấy cái khăn lên, lâu lâu hết đi. Xong mà nếu mà lúc nào hết thì em lại lấy rồi còn lấy khăn xuống đâu. Lại mua thêm mà. Lấy khăn đấy, nếu mà mua thì mua khăn rẻ rẻ tiền cũng được, khăn đắt tiền quá thì lại. Thế khăn ngăn phiếu không? Vâng. Cái khăn để mà lau xi thì đúng là lau một lần xong lại vứt rồi mà. Không bằng được nữa. Đúng rồi, lau chỉ được một lần thôi mà. Có thể là giặt lại thì tận dụng được, nhưng phải giặt luôn cơ. Vâng.
phần là những cái viên gạch vụ này các bác nhá. Vừa rồi thì không may là nó bị vướng một viên, cho nên là tận dụng lại cái gạch này để mà căng cái phần nền này, chữ gạch thì nó mới bằng phẳng thì mới căng được, chứ không là là. Màu cuối cùng là có máy cho một cao quan này không con. Cái thì nó ở mạng hồi sẽ nó lại ở phải nghe. Máy tao vào cho nó có vẻ như nghỉ 2 ngày về sau ngày thứ 3 làm cũng thấy nó chân tay nó hơi mỏi mỏi nha. Anh cứ nói thế, mùa 2 ngày xong về làm mà thấy chân tay nó cứng như vậy sao không được dẻo. Nó có phần không? Không phần. Nên là hôm nay là mấy anh em thợ là sẽ đi vào và cân hết cái phòng phần nền đúng không ạ? Nếu như mà một tí nữa mấy anh em thợ là sau khi mà hoàn thiện thì sẽ ốp luôn là hai cái phòng này luôn. Vừa rồi thì đang làm thì thấy là ông như là đi ra bên làm bên kia là lấy cái chuối sao các bác ạ. Hay ở dưới này thì mưa có mấy hôm thôi mà các bác nhìn thấy là nước ở dưới khe suối mà cảm giác như là nước sông đúng không bác? Ở đây là nó chỉ là cái khe suối đâu các bác nhá, nó không phải là nước sông, nước con sông cả. Mùa này thì khi mà đi vào suối lại phải nói là rất là nguy hiểm của bác ạ, mùa này ấy. Cho lực thử ra bên kia xem là ông đã lấy được cái chuối cho các bác ạ. Ây dạ, bên này có một cái cây ủi này. Hầu như là đây là nếu mà phải nói là đây là một cái tuổi thơ đối với lại là không phải là trẻ con ở trên vùng cao mà tất cả các bạn nhỏ dưới xuôi cũng thế. Hầu như là lúc nào mà có cây ủi gì ấy là đi bấu bấu như này này các bác này để cho nó xem là có chín không. Này là người ta thử là chắc là hai hôm rồi đấy. Không biết là cây này có quả nào không. Đấy, nhìn thấy từ xa thì thấy ông đang vác một cái chuối các bác ạ. Cái ông này một cái dáng người mà phải nói là nhìn cảm giác như khá là gầy đúng không bác? Lao động mà vất vả quá cho nên là lúc nào ông cũng như thế cả. Chào ông nhá, ông đi đâu về đấy? Đi bên kia về. Đi bên kia? Nay Mạnh được ở trong trường chưa ông? Nó cũng được về bên kia này. Cùng Giang về sâu. Tức là cùng Giang là về sâu đấy à? Vâng, tìm quả. Thế là ông là đi tận bên tận đâu để lấy cây chuối về đấy? Đi chuẩn là nhà ông trẻ kia. Cái này là ông xin hay là mua? Thì xin thôi. Cho thôi à? Hả? Xin. Có vẻ như là cái cây ổi này là ở gần nhà Mạnh với lại Quyết cho nên là lúc nào Mạnh với Quyết cũng săn đón cái ổi này. Đấy, nhìn từ xa thì thấy là một cái ngôi nhà, cái màu của nó thì phải nói là rất là nổi bật các bác ạ. Khác hẳn với lại là cái màu là xung quanh nhà đây luôn. Đây thì người ta lập bằng poro thôi chứ không lập bằng tôn xốp cả. Tôn xốp này thì là nó rất là đắt. Ở nhà tấm được thì bố mẹ cũng lập bằng pro thôi chứ cũng không có kinh phí để mà lập bằng xốp này cả. Thì mong rằng là cố gắng thêm 2-3 năm nữa để tặng cho bố mẹ là cái mái tôn ở trong xốp này. Ôi. Đúng này. Bác ạ, ôi dồi, mình nhấn chịu. Ôi ơi,
Mấy hôm nay mưa nhiều đấy ông nhỉ? Mưa nhiều. Đến hôm nay thì mới bắt đầu là tạnh tạnh một chút cô bác ạ. Đây, cái này là những cái đoạn sắt vẫn còn dư ra, máy nữa mà cháu Lực vẫn tận dụng lại để mà ví dụ như có một cái bác, có một bác mạnh thường quân nào cùng nhau chung tay để mà làm một cái máy hiên, cháu Lực sẽ tận dụng lại cái sắt này cô bác. Thế còn ông ơi, rửa tay ra bên này để cháu gửi cái phần quà này cho ông một tí nhá. Vâng. Hôm nọ ông đổi được chú đất nhỏ nhỏ này chưa? Được rồi. Đổi được chưa ông? Đổi được rồi. Đổi được rồi đúng không? Vâng. Thế là coi như là mình đền cho chú em một tí, xong là ông ông ngăn một tí không cho nước nó chảy vào nhá. Vâng. Để cho nó khô đi, xong là để hôm nào cháu lại lấy thêm một cái tách nó xuống cho ông. Vâng. Nó dùng bao nhiêu, nó bảo nhổ lố nó ra bên này cho nó. À, nhổ lố ra bên này á? Vâng. Ông cứ ngăn á, ông ngăn là xong ông nhổ ra để cho nó đất nó khô đi. Vâng. Cháu đi còn mưa. Mặc áo mưa đi. Với còn là về lúc đầu thì cháu Lực định là dùng cái tách này cô bác này để mà đặt ra phía bên kia đấy, nhưng mà hai chị Ngọc Thí có ủng hộ thêm một cái tách nữa, cho nên là cái tách này cháu Lực vẫn giữ nguyên cô bác nhá, vẫn giữ nguyên để cho ông cháu để sử dụng ở phía là khu vực ở bên này. Ôi, chỗ này ông mang trong veo buộc lên nó bị nó kéo đất sạt hết rồi ông. Sạt hết rồi. Chỗ này đi trên là cũng nguy hiểm đấy, mấy hôm nữa nếu mà nước nó cứ về như này là sạt đấy. Nó quấn lửa nó ủi dưới nó thêm hùm rồi, nó lửa xuống rồi. Vâng, nó cứ lấy đầu nó hút rồi. Ừ. Nó phải cho hút đâu. À. Nó khắc tụt xuống rồi. À, hai ông cháu mình đi xuống nữa đi ông. Vâng. Hai ông cháu mình đi xuống nhà mới đi, xem là phụ giúp được cho mấy anh em thợ là cái gì thì ông phụ giúp, và đi xuống với cháu gửi cái phần quà này cho ông. Ở đây thì cũng mưa mấy hôm rồi, thành ra là ướt nhiều quá, ướt nhiều không chặt được nữa. Ông hai hôm phun đi bên kia từ cháu mèng con ở cháu ở trên. Vâng. Mà họp nó cũng cù nó về bên kia. Thế là mạnh là chưa ở trong trường à ông? Còn khu được, chưa làm giấy được, không được. À, chưa làm giấy được à? Ừ. Cái CT07 cũng chưa lấy được. Vâng. Ông gửi ra, ông gửi đi vào trong, ông cháu mình đang xem ở đằng sau nhà này một tí nào ông này. Vâng. Thế này này ông, ủa. Thế này thì có vẻ như là bây giờ cái phần này nó bị ngấm ở phần móng rồi đấy. Móng rồi. Hay mưa quá thành ra là cái chỗ này của bác này nó bị sạt xuống rồi. Trên này cửa đầu ra đi đá về. Vâng, hai để lên được rồi. Ông thử lên đây xem, ông thử lên đây một tí đi ông ơi. Hai ông cháu mình lên trên này xem nào, xem là nó có bị nứt ở chỗ nào không. Khu đất rồi mà. Dạ. Chim ở đâu về thôi. Vâng. Này là nước, nếu mà nước không bị dò chỗ kia thì là không sao các bác ạ. Cùng với lại ông là xem là trên này có bị nứt ở đâu không các bác. Cái chỗ này thì nó cũng khá là cao. Những cái gạch ở phía bên này thì mấy nữa là sẽ tận dụng lại để mà làm cái phần bể phốt này, ở dưới kia là cũng còn. Xem là trên này là có cái vết nứt nào không, nếu mà có thì mình khắc phục luôn ông ạ. Đây à, nếu mà thưa cô bác là năm nay là không bị sạt lở nhiều thế thì những cái chỗ này thì nó cũng chẳng quan trọng, chẳng bị sợ gì cả, nhưng mà năm nay thì nó bị sạt nhiều quá này, dẫn đến là tất cả mọi việc là phải chú ý lên. Dưới kia thì có vẻ như là có Giang với lại là Mạnh về rồi. Nhưng chỗ này là ông phải để ý xem là nó có bị nứt ở đâu không ông nhá. Vâng.
cái cây này là cũng cực kỳ là nguy hiểm đấy các bác này, cây này, cái lá, cái cây này là nếu mà bị dính là bị ngứa lắm không nhỉ cây này? Cây ngứa đấy. Cái chỗ mèo không cầm được đâu, cầm là bị sưng luôn. Thế là nếu mà mày cầm cây này là bị ngứa cả người không? Vâng. Có những người là đụng vào không bị sao các bác, còn có những người là đụng vào là rất là bị ngứa. Mèo cứ chết không động được tí nào. Ở trên kia thì chắc không vấn đề gì đâu ạ, ngay ở chỗ chân cháu, vâng. Chân cháu với ông ấy thôi. Nước đi một tí. Vâng. Ông ơi, thả nước nó đi xuống dưới thì đừng để cho nước nó ra đây quá. Vừa rồi thì cháu nó cũng đá cùng ông là xem rất là kỹ rồi các bác, không thấy gì vết nứt nào cả. Mạnh ấy chưa học chiều hả ông? Vừa rồi cháu thấy Mạnh ở đây rồi. Chưa học chiều đâu. Hôm nay sáng nay trời mưa không đi được. Vâng. Thế là bé Mạnh với lại cả Giang nữa vào đây hết rồi. Giang không đi ạ. Sau cái những cái ngày mà mưa bão thì đối với lại ở nhà hai ông cháu của bác thì không có bị ảnh hưởng là nhiều cả. Bị ảnh hưởng là mỗi ở phần phía bên phần là hông nhà, bên là phòng ngủ thôi. Cái chỗ này là trước khi mà chưa bị mưa bão thì nó cũng đã bị là bị dò dỉ nước, xong là mỗi ngày nó bị dò một chút rồi. Các chú với lại cô hiện tại là đang cá cái phần là nền nhà cho nó phẳng. Xong là chiều này có thể là đi vào và có thể chiều này là ốp được các bác. Em Mạnh thì cũng vừa đi học về rồi các bác ạ. Mạnh thì có vẻ như là cùng đường với Giang cho nên là buổi sáng là hay cùng Giang về. Nào bây giờ Mạnh chào con có bà nào. Chào các ông các bà. Thế là hôm nay Mạnh có đi học không? Hả? Buổi sáng này ấy. Buổi sáng này không đi học á? Thế là buổi sáng này ở nhà à? Nếu mà được. Có vẻ như là vẫn còn ảnh hưởng từ bởi cái cơn bão cho nên là trẻ con là vẫn còn chưa có được cô bác ạ. Thế vừa rồi là ông đi ra làm bên kia là ông ra kia làm gì không? Không đi kiếm tiền đi nộp lãi ngân hàng. Đi vay hay là đi tìm cái gì làm không? Đi vay rồi. Thì ăn này mưa to có phải không làm cái gì? Thế là ra bên kia là ông thường vay tiền của ai ông bên đấy ạ? Cái ông cháu bên kia. Thế là ông ra kia vay tiền xong là mấy nữa đi làm để mà giả cho người ta không? Vâng. Thế Mạnh này ai cắt tóc cho ấy Mạnh? Trường. Học trường á? Cắt cái này chúng ta cắt đây này. Chú xem nào. Có vẻ như là dùng bát để vui sao bác ạ? Ở trong làng, ở trong làng với lại trong bản thì hầu như là tự cắt cho nhau hết cả. Cho nên là chắc là ông cũng đi ra bên kia nhờ người ta cắt cho Mạnh thôi. Thành ra là để mà đẹp thì không đủ là đẹp đâu. Nhưng mà nó là gọn gàng, là đầu tóc thôi các bác. Thế vừa rồi ông đi vay ngân hàng là vay được tiền chưa? Vừa rồi ông đi ra bên kia vay tiền để mà đóng lãi ngân hàng thì vay được chưa ông? Chưa được à, ông đi, nó đi làm rồi nó không ừ. Bảo tối mới cho đi xem nó có thế là buổi tối là ông lại ra bên kia để mà vay à? Vâng. Hôm trước là cháu ông anh thân Vũ là Hà Nội là gửi cho ông là 300.000 để nộp tiền lãi đúng không? Thế là đến tháng này lại hết rồi không? Tháng này hết rồi, hết được gần 3 tháng không nộp được. Vâng, thế là bây giờ còn 4 tháng cuối năm nhỉ? 4 tháng cuối năm là anh thân Vũ gửi cho cháu là 400.000. Vâng. 400.000 thì là tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 là sẽ để ông đóng thêm là 4 tháng cuối nhá. Vâng. Là mỗi tháng là vẫn là 100.000 như hôm nọ đúng không anh? Vâng. Đúng không? Mỗi tháng 100 này. Vâng. Đấy, trước cái hôm thứ bảy của bác ngày 7 tháng 9 thì cháu được có nhận được là một cái khoản của anh thân Vũ
là có gửi cho Lực là 400.000 để mà đưa cho ông Sò là đóng lãi cái tiền ngân hàng là tháng 9 này, tháng 10 này, tháng 11 và tháng 12. Và trước đó thì anh Thân Vũ có gửi là 3 tháng rồi. Đấy, tuy nhiên là đến tháng 9 này thì đã hết cái số tiền là anh Thân Vũ là gửi cho ông rồi. Cho nên là tiếp tục là được anh Thân Vũ là gửi cho cháu Lực là 400.000 để mà đưa cho ông Sò nữa. Đấy, trước khi mà cháu đưa tiền cho ông thì ông có lời nào muốn nhắn nhủ tới anh Thân Vũ ở dưới Hà Nội không anh? À ông? Ông cũng là chúc mừng, xin cảm ơn anh Thân Vũ đã gửi tiền cho tôi nộp lấy ngân hàng. Tôi xin cảm ơn, chúc anh mình sức khỏe mạnh khỏe, vui vẻ thôi, tôi không biết nói gì nhiều. Ở đây thì là không phải là anh Thân Vũ là mấy đợt này là gửi cho ông đâu. Trước thì Vũ gửi cho ông là lần đấy là 600.000, là 300.000 để cho mình đóng tiền học, còn 300.000 thì để ông đóng tiền lãi ngân hàng. Và đến tháng 9 này thì tiếp tục là cho ông đi đóng. Ông đóng thì người ta cứ đóng một lần là hết luôn không ông? Nó bảo lấy từng tháng à. Nó bảo lấy từng tháng á, nhưng mà thế ông có giữ tiền đấy. Cái gì nó về nào ông gì giả cho nó hết mấy tháng được 100%. À, thế là mấy kia nó nhiều lắm rồi. Nó bảo có tháng thì nhiều, có tháng thì ít mà cứ tháng 100 cho nó. À, thế là điều là cứ một tháng là 100.000 đúng không? Vâng. Thế thì cháu đã gửi cho ông là 400.000 của anh Thân Vũ là gửi cho ông để ông đóng là 4 tháng cuối năm này nhá. Vâng. Xin thay mặt là hai ông cháu gửi một lời cảm ơn tới anh Thân Vũ và chúc anh cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn tấm lòng vàng của anh đã luôn luôn giúp đỡ tới ông Sò cũng như là bé Mạnh nữa. Đấy, ông ấy nhận đủ 400.000 chưa? Đủ rồi. Đủ rồi đúng không? Đủ 400. Thế để ông đóng là 4 tháng cuối năm nhá. Vâng. Nếu mà ông không sợ là ông không giữ được tiền ấy thì ông cứ đưa cho bên người ta bị thu cái ngân hàng ấy, ông cứ đưa trước. Vâng. Đưa trước cho bên người tiền người ta thu đấy. Ông gửi cho nó ông trưởng bàn hôm nọ về đây đấy. Vâng. À cái ông okay. Anh trưởng bàn hôm nọ là về đây là thu tiền luôn à ông? Thu tiền của ông đấy. À đấy là kiêm thu tiền luôn đúng không? Vâng. Ông nhớ là đóng tiền ngân hàng nhá. Vâng. Cùng mấy đứa cháu hỏi là ông chưa đóng thì mấy đứa đến lúc đấy là mấy đứa hết tiền nó không biết đâu ấy. Vâng. Ông xem là một tí nữa hộ được xem là mấy anh em thợ là hộ cái gì thì ông hộ ông nhá. Vâng. Còn là vừa rồi cháu bảo ông là đi sang bên kia để ông khơi lại cái ránh kia một chút để cho nước không chảy vào phần móng ấy. Cái ông lấy hót một tí. Vâng. Đấy, để tiền cẩn thận nhá, rơi ông nhá. À, vâng. Lắp tiền đấy nhỉ, cho xem nào. Đây là cái gì đâu? Cái thẻ căn cước. À, cái này là cái giấy tờ của bác ạ. Cái hôm nọ cái túi của hai chị Nguyệt Thúy gửi cho ông đâu, sao ông không đeo? To quá là cái gì? To quá. Ông nọ cho thấy ông đeo đi lấy cỏ đây vừa mà. Ừ, vừa. Vâng. À, thế ông dùng cái đấy để mà đeo đi nhá. Vâng. Chứ là dùng cái túi cho xem nào, cái ví của ông nào. Cái túi mì tôm Kokomi của bác. Ở trong thì đâu đó là có thẻ căn cước này, có thêm là một chút tiền từ 20.000, 10.000, 50.000 nữa. Này là sắp bằng chưa anh? Không chưa? Ở đây thì tất cả những cái công việc là về phía hoàn thiện nhà thì đã có mấy anh em thợ là lo liệu hết rồi các bác. Đấy, nhưng mà tuy nhiên đó thì là đôi lúc là ông vẫn sẽ hộ, lúc nào ông rảnh là ông sẽ hộ cho mấy anh em thợ một chút. Nhưng lúc nào mà ông bận nó sẽ không hộ được các bác ạ. Giang thì hôm nay là mặc váy đấy nhỉ? Đấy, ở đây ông xinh gái hẳn. Cái này cán cho nó bằng này là mình không để cho nó ướt à chú?
chơi đâu. À. Ý này nó có lớp si keo. À. Thế là nếu mà ốp thì là lúc nào mà ốp thì cho thêm một lớp là si keo là. Không bán đâu. Đâu, cho mình không. Nó có đây con bắt dữ được, con thức kèm lăng, kèm lăng lao rồi. Này rò con đấy. Dạ. Đúng rồi, ông có vẻ là tiết kiệm điện nối mà dép của ông là buộc hẳn sơ chí này. Được thế. Thưa các bác, công việc của mấy anh em đội thợ là sau khi mà những ngày báo đi qua đấy, thì tiếp tục là hoàn thiện là phía bên trong nhà của bác ạ. Đấy, và hôm nay đi xuống thì có nhận thêm một phần quà của anh thân cũ là giấy Hà Nội. Anh có gửi cho ông Sò, cho lực cũng đã gửi cho ông. Khoản này thì là để mà ông đóng cái tiền là lãi ngân hàng đó các bác. Đấy, ở cái video này thì cũng khá là dài rồi. Chắc là chúng ta sẽ được là chia sẻ tới đây đâu các bác. Và rất là cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn yêu quý tới hai ông cháu. Trong một thời gian tới thì khi mà hoàn thiện ngôi nhà của hai ông cháu, khi mà cháu được đi chia sẻ những cái hoàn cảnh bác thì rất là mong sẽ được sự trợ duyên cũng như là sự yêu quý của các bác tới cho những hoàn cảnh đó để cháu được tiếp tục là trên con đường thiện nguyện. Không chỉ là những cái phần quà, không chỉ là những cái phần quà đâu, mà đấy là tất cả những cái sự yêu thương cũng như là còn tấm lòng của các bác là gửi tới cho những hoàn cảnh. Sau này nếu mà đi vào hoàn cảnh khác không có duyên mà làm nhà đấy thì có duyên với lại các bác giúp cho những hoàn cảnh đó để làm cái gì đó thì cũng là đều là tuyệt vời rồi. Còn đấy là chia sẻ với các bác và rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của bác nhé. Và lần cuối cùng thì xin được chúc tất cả các bác là luôn luôn là bình an, may mắn qua cái đợt báo vừa rồi của bác nhé. Đây, và hẹn gặp lại các bà cô chú anh chị ở xóm tiếp theo là trên kênh Bản Đen. Và xin chào các bác. Đây, ông gửi một lời chào tạm biệt tới tất cả các bác không? Chào quý em các chị nhá. Đấy, thấy là ngày một là ngôi nhà của mình sau hoàn thiện thì cảm xúc thì như thế nào không? Thấy vui vui. Thấy cũng vui vui thôi à? Cũng chưa vui hẳn à? Vui vui. Mạnh thì vừa được cắt quả đầu mới này các bác ơi, làm bẩn đấy Mạnh. Làm bẩn đấy. Hả? Đấy Mạnh gửi lời chào tạm biệt tới tất cả các ông các bà nào này. Lời chào tạm biệt ông các bà. Rồi, chúc các ông bà nào. Chúc các ông các bà nhiều sức khỏe. Rồi. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.